Trong sáng nay, thành phố Dĩ An tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập 20 tháng 8 1999, 20 tháng 8 2024. Thưa quý vị, trải qua 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, từ bộn bề của khó khăn buổi ban đầu, thành phố Dĩ An đã có bước phát triển đột phá, xứng tầm trở thành điểm sáng của Bình Dương về phát triển kinh tế và xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để Dĩ An xây dựng một khát vọng và tương lai phát triển mới về đô thị dịch vụ, giáo dục, công nghiệp. Trong 25 năm qua, kinh tế thành phố Dĩ An đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ công nghiệp chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, dần từng bước đẩy mạnh sang phát triển ngành dịch vụ thương mại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững và nâng cao giá trị nền kinh tế. Đặc biệt, ngành dịch vụ đã từng bước phát triển mạnh sang các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, logistics, trung tâm thương mại và giáo dục y tế. Tôi rất là tự hào về hệ thống giáo dục. Chưa có nơi nào mà có cái trường chuẩn quốc gia nhiều như Dĩ An và duy trì được chất lượng giáo dục trong nhiều năm liên tục. Đó là một cái hạnh phúc nhất. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy là cái thiết chế về văn hóa rồi những cái phúc lợi về xã hội á, là được đầu tư rất là mạnh. Ngày xưa chúng tôi nói là Dĩ An sống không có chỗ chơi. Nhưng bây giờ đến Dĩ An là có nhiều cái mô hình về vấn đề giải trí. Và về vấn đề nữa mà tôi cũng tâm đắc đó là một số vấn đề về cái nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đời sống của những cái đối tượng nghèo, những gia đình chính sách cần phải thực hiện cái công tác đền ơn đáp nghĩa thì Dĩ An hiện nay thực hiện rất là tốt. Với tiềm năng và vị trí hiếm có, như gần hai thành phố lớn là Biên Hòa và Thủ Đức. Thành phố Dĩ An còn có nhiều tuyến giao thông trọng điểm trong vùng đi qua, như quốc lộ 1K, 1A, đường Mỹ Phước Tân Vạn và DT743. Bên cạnh đó là địa phương duy nhất ở Bình Dương có tuyến đường sắt. Cùng với đó là hệ thống sông Đồng Nai, các hầm đá rộng hàng trăm hecta đang được các nhà đầu tư khai thác dịch vụ. Đồng thời, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn sẽ là điểm nhấn quan trọng để thành phố đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ và hoàn thành mục tiêu cơ bản đạt đô thị loại 1 vào năm 2025. Một cái tiểu Singapore trong tương lai rất gần, gắn kết với cả các cái tuyến metro, mà đặc biệt là Dĩ An đã kế thừa được tuyến metro Suối Tiên là tuyến metro đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nữa là đây là mảnh đất có thể quy hoạch ở đó thành một cái trung tâm du lịch cũng như những cái trung tâm thương mại logistics giống như bên Singapore. Nhằm khai thác được tiềm năng và thế mạnh, thành phố Dĩ An đã xây dựng xong đề án phát triển đô thị thành phố Dĩ An đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 theo mô hình tập trung đa cực, khai thác yếu tố động lực phát triển như hành lang thương mại dịch vụ và đầu mối giao thông để hình thành các khu chức năng mới cho thành phố. Quy hoạch thành phố sẽ có 4 hành lang thương mại dịch vụ bao quanh, trong đó có 2 hành lang thương mại xuyên qua, 2 hành lang thương mại nội thị. Về cấu trúc trung tâm sẽ hình thành 3 khu vực động lực: khu phố đi bộ chợ Dĩ An, khu hỗn hợp văn phòng logistics sóng thần, khu trung tâm sáng tạo, khu phố đại học. Ngoài ra, quy hoạch sẽ phát triển mới phân vùng 3 phía đông là đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh. Tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí và tiềm năng của địa phương trong thời gian tới, Dĩ An có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh, là đô thị cửa ngõ có vai trò kết nối và dẫn dắt, là đầu mối giao thông quan trọng về đường sắt, đường bộ và tuyến metro kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố mới Bình Dương với tính chất đô thị là dịch vụ, giáo dục và công nghiệp. Do đó, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung xây dựng Dĩ An đạt các cái tiêu chí của đô thị loại 1 và trở thành thành phố văn minh, hiện đại, thông minh, nghĩa tình và đáng sống. Thành tựu 25 năm qua đã thể hiện được ý chí và khát vọng vươn lên của Dĩ An trong xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và thành phố đáng sống. Đây là động lực để Dĩ An tiếp tục vươn lên, hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị của thành phố là đô thị dịch vụ, giáo dục, công nghiệp vào năm 2045.